Các con thân mến, ở hoạt động thứ nhất, cô và các con vừa luyện đọc thành tiếng. Và ở hoạt động thứ hai này, cô và các con sẽ tiếp tục luyện đọc hiểu bài đọc Những con sao biển. Bây giờ, cô mời các con đọc lại bài đọc này và cho cô biết những từ ngữ nào các con cảm thấy khó hiểu. Trong bài đọc này, các con lưu ý nghĩa của một số từ sau. Đó là từ sao biển. Sao biển là tên gọi chung cho các loài động vật da gai sống ở biển. Đây là hình ảnh về sao biển. Cô mời các con cùng quan sát. Từ tiếp theo đó là từ thủy triều. Thủy triều là hiện tượng nước biển dâng lên, rút xuống một vài lần trong ngày. Cô có ví dụ sau đây cho các con dễ hiểu. Đây là hình ảnh về đảo Điệp Sơn ở tỉnh Khánh Hòa. Và ở đây có một con đường dẫn ra đảo. Khi thủy triều lên, nước dâng làm con đường này ngập sâu. Thế nhưng khi thủy triều xuống, nước rút lộ ra con đường nền cát trắng giữa biển xanh tuyệt đẹp. Qua hai hình ảnh này, các con đã hiểu như thế nào là thủy triều chưa nào? Tiếp theo, từ da lên bờ có nghĩa là bị sóng đẩy lên bờ. Như vậy, cô và các con vừa giải nghĩa một số từ khó hiểu. Bây giờ, cô mời các con sẽ đến với phần tìm hiểu nội dung bài đọc. Một người đàn ông đang dạo bộ ở trên bãi biển khi chiều xuống. Vì sao biển đông người, nhưng người đàn ông lại chú ý đến cậu bé? Để biết được điều này, các con hãy đọc đoạn 1 để biết nhé. À, dựa vào đoạn 1, chúng ta có thể biết được rằng biển đông người, nhưng ông lại chú ý đến một cậu bé vì cậu bé cứ liên tục cúi xuống, nhặt thứ gì đó lên rồi thả xuống biển. Khi đến gần, người đàn ông thấy cậu bé làm gì? Vì sao cậu bé làm như vậy? Các con hãy đọc đoạn 1, đoạn 2 để biết nhé. Dựa vào đoạn 1 và đoạn 2, chúng ta biết được rằng khi đến gần, người đàn ông đã thấy cậu bé cúi xuống nhặt sao biển thả xuống đại dương. Cậu bé làm điều này vì muốn giúp những chú sao biển sắp chết vì thiếu nước. Chứng kiến được những việc làm đó, người đàn ông đã nói gì về việc làm của cậu bé? Các con hãy đọc đoạn 2 để biết nhé. Người đàn ông đã nói với cậu bé rằng có hàng ngàn con sao biển như thế, liệu cháu có giúp được tất cả không? Khi nhận được câu nói của người đàn ông, cậu bé đã trả lời như thế nào? Các con hãy đọc đoạn 3 để biết nhé. À, cậu bé đã trả lời như thế này. Cháu cũng biết như vậy, nhưng ít nhất thì cháu cũng cứu được những con sao biển này. Vậy các con hãy nói suy nghĩ của mình về việc làm của cậu bé. Cô tin rằng là tất cả các con đã nói được suy nghĩ của mình rồi đúng không nào? Cô tin rằng những ý kiến của các con đều giống như cô. À, chúng ta thấy việc làm của cậu bé là việc làm đáng khen, có ích. À, vì việc làm này đã giúp cứu sao biển, bảo vệ môi trường biển. Qua câu chuyện này, các con học được điều gì? À, chúng ta học được một bài học là cần phải biết yêu thương các loài động vật và có trách nhiệm chung tay bảo vệ biển. Như vậy, cô và các con vừa tìm hiểu xong bài đọc Những con sao biển. Bài đọc này kể về người đàn ông chú ý đến một cậu bé giữa biển đông người liên tục cúi xuống, nhặt thứ gì đó thả xuống biển. Khi đến gần, ông mới thấy cậu bé cúi xuống nhặt những con sao biển để thả về với đại dương. Vì cậu bé cho rằng việc làm này giúp cho những con sao biển sắp chết vì thiếu nước. Khi chứng kiến việc này, người đàn ông đã nói rằng có hàng ngàn con sao biển như thế, liệu cháu có giúp được tất cả không? Tuy việc làm của cậu bé không giúp được tất cả, nhưng việc làm của cậu bé là một việc làm đáng khen, có ích, giúp cứu sao biển và bảo vệ môi trường biển. Qua bài học này, chúng ta cũng rút ra bài học cho riêng mình. Đó là mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương các loài động vật
và cần biết chung tay, có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng với những kiến thức cô vừa chia sẻ với các con, kết hợp với sơ đồ thì các con sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn kiến thức vừa học. Còn bây giờ, cô xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các con trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.